bạn đang tìm kiếm một ngành nghề không lo thất nghiệp, có tiềm năng phát triển và đặc biệt có thể làm giàu, thì chắc chắn không thể bỏ qua nghề sửa chữa ô tô. Ở trong video ngày hôm nay thì Kỳ Duyên sẽ cùng với các bạn chúng ta cùng đi tìm hiểu rõ hơn về ngành nghề này cũng như tiềm năng và cơ hội phát triển của nó. Và nếu sửa chữa ô tô đang là mối quan tâm của bạn thì đừng bỏ lỡ qua video ngày hôm nay nhé. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video để lan tỏa nhiều người biết hơn nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Nghề sửa chữa ô tô là khái niệm chung cho ngành nghề liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng các loại ô tô. Đây là ngành nghề vốn rất phổ biến trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng ô tô hiện nay. Công việc của người thợ sửa chữa ô tô rất nhiều. Họ là những người nắm vững về kết cấu hoạt động của hệ thống động cơ, máy móc, thiết bị với hàng ngàn chi tiết của những chiếc ô tô. Bất kể lỗi hay sự cố gì trên ô tô đều phải được khắc phục hoàn chỉnh mới đảm bảo chiếc xe vận hành một cách an toàn. Ngành nghề sửa chữa ô tô thường phải chia thành các mảng dịch vụ khác như bảo dưỡng động cơ ô tô, hệ thống điện nội ngoại thất ô tô, sửa chữa ô tô toàn diện, sửa chữa hệ thống điện ô tô. Để trở thành một thợ sửa chữa ô tô lành nghề, bạn cần phải được lĩnh hội các kiến thức cơ bản nhất về các loại ô tô đang thịnh hành trên thị trường hiện nay, đồng thời phải được đào tạo những kỹ năng kiến thức cần thiết như kỹ năng đánh giá, chuẩn đoán lỗi kỹ thuật của xe ô tô, kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ, kỹ năng sắp xếp và tổ chức quá trình làm việc và khả năng kiên nhẫn tỉ mẩn với công việc của mình. Đồng thời, thợ sửa chữa ô tô cũng phải đảm bảo khả năng sức khỏe để đảm bảo được các công việc nặng nhọc của mình. Nghề sửa chữa ô tô đòi hỏi người thợ phải được đào tạo bài bản, chuyên sâu, nắm vững cả lý thuyết phức tạp và thực hành trên thực tế. Do vậy, không phải ai cũng có thể thực hiện được công việc này một cách bài bản nếu không đầu tư thời gian nghiên cứu, học tập và thực hành. Nghề sửa chữa ô tô được đánh giá vào top các ngành nghề có thu nhập khá tốt, với những học viên mới ra trường hoàn toàn có thể đạt được mức lương dao động khởi điểm từ 4 đến 6 triệu đồng. Sau một vài năm làm việc, khi các bạn đã có khả năng tay nghề chuyên môn cứng, hoàn toàn có thể đạt được mức thu nhập dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với thầy Lê Đình Đáng, một giáo viên của khoa sửa chữa ô tô của Trường Dạy Nghề Thanh Xuân, để xem và tìm hiểu về ngành nghề sửa chữa ô tô hiện nay cũng như cơ hội và tiềm năng phát triển của ngành nghề này. Thầy có thể giới thiệu với các bạn một chút về ngành nghề sửa chữa ô tô thì tại trường hiện nay nhà trường đang đào tạo và các bạn ấy sẽ được học những gì không ạ? Chào các bạn nhé. Với tức là ngành ô tô là một trong những ngành mũi nhọn của trường. Các bạn học ngành sửa chữa ô tô ấy thì đến đây thì nhà trường và các thầy sẽ chia rằng các cái hạng mục rất là rõ ràng. Thứ nhất là máy gầm. Máy gầm thì các thầy sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là cụ thể như là đại tu của động cơ, tháo hộp số các thứ. Đây là phần máy gầm. Phần thứ hai là phần điện. Phần điện này thì các bạn sẽ được học những cái phần như là đánh lửa, như cú đề, máy phát. Đây là những cái phần hệ thống điện. Và một ngành nữa là đang mới phát triển thôi, đấy là ngành nội thất. Nội thất ô tô đúng không ạ? Đúng rồi. Mới phát triển là ngành nội thất. Ngành nội thất thì các bạn sẽ được những thầy hướng dẫn làm một số việc rất là cơ bản ở các xưởng làm nội thất, ví dụ như là hệ thống âm thanh, rồi là đèn đóm, rồi lốp cửa các thứ. Đấy là ba cái vực rất là rõ ràng của trường mình đang hướng dẫn. Thứ nhất là máy gầm, thứ hai là hệ thống điện, thứ ba là phần nội thất của đô. Và tiếp theo một câu hỏi nữa dành cho thầy rằng là cái cơ hội tiềm năng phát triển của ngành nghề sửa chữa ô tô cũng là cái mục tiêu quan tâm của rất nhiều người. Thầy có thể chia sẻ về cái cơ hội việc làm của ngành nghề này hiện nay như thế nào ạ? Rồi. Thực ra là khi mà các bạn mà nói về cái tiềm năng ấy, về nghề ô tô ấy, thì các bạn đi làm, đi học thì các bạn cũng phải tìm hiểu ngành ô tô rồi. Các bạn thấy là xu thế ở địa phương các bạn ấy thì là các cái trạm dịch vụ, xưởng dịch vụ bây giờ là rất là nhiều. Tức là mở ra rất là nhiều như thế, tức là tiềm năng nó rất là lớn. Thế mình phải nói là như thế. Thực ra là cái tiềm năng thì rất là lớn. Bản thân cái nhu cầu của xã hội rất là cao vào ngành ô tô, cộng với việc nữa là các xưởng dịch vụ, tức là nó rất cần nhân lực. Quan trọng là về cơ bản thì ngành ô tô thì các bạn không vấn đề thì không ngại vấn đề là công việc. Thế nhưng các bạn phải làm được. Mình phải nói thế, tức là các bạn phải làm được. Thì các bạn mà không làm được thì ngành nào cũng thế thôi. Nhưng mà ô tô thì cũng là đang là ngành mở cơ hội phát triển rất là lớn về sau. Tức là nghề sửa chữa ô tô thì không lo về vấn đề đầu ra công việc, đúng chỉ rồi. Lo rằng là bản thân mình có tay nghề hay đúng không rồi, thôi, đúng không ạ? Và hiện nay thì nhiều người quan tâm rằng là liệu nếu như mà theo nghề sửa chữa ô tô thì khả năng làm giàu là có hay không? Thì thầy có thể chia sẻ về cái mức thu nhập của ngành nghề này hiện nay ạ? Thực ra là thợ mới ra trường thì có mức thu nhập khoảng bao nhiêu? Và với những thợ mà đã làm lâu năm có tay nghề cứng thì sẽ có khoảng thu nhập là bao nhiêu ạ? Phải nói này, tức là nếu như mà các bạn mà ở đây mới các thầy chịu khó. Dạ. Rồi nói như thế là các bạn cái gọi là đạt đến mức độ là mình là sơ cấp, nhưng các bạn phải đạt những tiêu chí như là các bạn phải tháo lắp tốt, những cái bệnh đơn giản các bạn phải làm được. Tức là các bạn làm sao thật tốt theo
hướng dẫn của cô thầy ở đây. Rồi còn khi các bạn đi làm thì các bạn làm tốt công việc ở xưởng, ví dụ như là một cái xe thì ví dụ là quản đốc hoặc là người ta cho mình là tháo cho anh cái này, làm cho anh cái kia, các bạn rất cẩn thận, chịu khó đâu được đến đấy. Thì thực ra là cái chuyện lương ấy chỉ đánh giá các bạn mới đi làm chỉ là hỗ trợ thôi, chứ không phải là lương. Thì thường thường thì với một số xưởng ấy thì cái chủ xưởng hoặc là đấy người ta giả cho anh với cái mức lương khoảng 5 đến 6 triệu. Đấy là, nhưng mà nhớ là các bạn 5 6 triệu là các bạn đút túi nhá. Dạ vâng. Còn ăn uống là ăn uống rồi. Tại gara là người đúng ta rồi. Sao ăn ở rồi. Đúng rồi. Thì khi mà các bạn một vài năm các bạn cứng ấy thì cái chuyện tiền thì mình không nói, nhưng mà nếu mà bạn cứng được thì lương các bạn mình khẳng định là sẽ được trên 10 triệu. Dạ vâng. Nhiều bạn tốt, ví dụ tuy còn cái quy mô của xưởng các bạn ở vị trí nào. Vâng. Ví dụ các bạn đứng được xưởng thì thường thường nó sẽ đạt từ 15 đến 20 triệu. À, dạ vâng. Đấy, đấy là cứng ấy, còn cái chuyện khác thì mình dạ không vâng. nói. Dạ vâng. Đấy. Tức là mình hoàn toàn có thể làm giàu được từ ngành nghề này. Thế đấy mà... đúng rồi, đấy là mình đang nói là mình gọi là mình bỏ cái tay nghề ra để làm việc. Dạ, còn nếu vâng. các bạn mà muốn tham vọng lớn hơn, các bạn làm chủ được, các mở một xưởng dịch vụ hoặc liên quan ô tô thì cái chuyện tiền đấy thì mình không đề cập đến. Dạ vâng. Đấy, cơ hội rất là nhiều. Thầy có thể chia sẻ một câu hỏi nữa, thì có thể là thầy có thể chia sẻ với các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay rằng là thầy đã đào tạo rất là nhiều học viên của nghề sửa chữa ô tô rồi. Thầy có chia sẻ là đã có học viên nào của thầy mà ra trường mở gara ô tô chưa ạ? Với sự thành công của các bạn như thế nào, thầy có thể chia sẻ một vài câu chuyện được không? Thực ra là để làm nghề thì mình đào tạo rất là nhiều anh em. Thế nhưng mà những anh em nào mà thực ra lúc anh em mình làm ấy, mình đã thấy anh em có tiềm năng rồi thì cũng rất nhiều người làm xưởng, mình khẳng định rất nhiều người làm xưởng, rất nhiều người đứng chịu trách nhiệm ở xưởng để cứu tôi được xưởng. Thế đấy là thực ra là cơ hội rất là nhiều, mà cái mà nhà trường cung cấp cho anh em thì là cái chuyên môn, cái kỹ thuật, cái lăng mềm. Đúng rồi. Còn để mà anh em mới đứng chủ được, làm xưởng được thì anh em phải vận động rất là nhiều. Yếu tố nghề là yếu tố tức là cần và đủ và bắt buộc thì anh em mới đứng được xưởng được, thì mới làm chủ xưởng. Yếu tố kinh tế cũng rất là quan trọng, nhưng mà anh em không biết nghề thì cũng rất là khó để đứng xưởng, tức là mở một cái kinh doanh làm xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô. Mình cũng khẳng định là rất là nhiều anh em, tức là mình hướng dẫn ta đứng làm chủ xưởng rất là nhiều. Rất là quý luôn. Dạ vâng. Tức là từ bước sơ khai anh em chưa biết cái xe ô tô cả. Ở bên mình một năm thôi. Đấy, rất là quý, xong là mình gửi đi. Thì các xưởng anh em học thêm. Thì một thời gian nhất định anh em tức là cứng vững rồi thì anh em mở một cái xưởng. Có người xưởng thì tức là để làm ăn, thứ hai để làm giàu cho bản thân. Dạ, rất là quý. Vâng ạ, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Qua những chia sẻ của thầy Đáng vừa rồi thì có thể cho thấy rằng trước khi mở cửa hàng kinh doanh về lĩnh vực sửa chữa ô tô thì bạn nên thu xếp thời gian công việc để có thể đi học nghề. Và lý do vì sao cần phải học nghề trước khi mở cửa hàng thì hãy theo dõi video ở trên này nhé. Với những tiềm năng và cơ hội vừa phân tích ở trên thì có thể cho thấy rằng bạn hoàn toàn có thể làm giàu từ nghề sửa chữa ô tô. Nếu bạn là người có đam mê và biết nắm bắt thời cơ thì bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy tiềm năng công việc và sự phát triển lâu dài của ngành nghề này. Lương của nghề sửa chữa ô tô đã ở mức khá, và khi bạn càng có kinh nghiệm, có tay nghề tốt thì mức thu nhập của bạn càng tăng cao. Khi đã có kinh nghiệm và tay nghề tốt cùng với khả năng kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể mở một gara ô tô để làm chủ cho mình. Nếu sửa chữa ô tô đang là mục tiêu của bạn hướng đến thì đừng ngần ngại khi thử sức với ngành nghề này, vì đây là một ngành nghề không yêu cầu bằng cấp. Và nếu như bạn muốn được tư vấn chi tiết về ngành nghề sửa chữa ô tô thì hãy liên hệ đến hotline của trường dạy nghề Thanh Xuân 0961677991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi với một học viên của khoa sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân xem đánh giá của bạn ấy về môi trường học tập đào tạo ở đây như thế nào nhé. Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho các khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay được rõ. Em tên Hiếu, em ở Mê Linh, Hà Nội. Hiếu năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Em 18 tuổi. 18 tuổi. Vì sao em không học một ngành nghề nào khác mà lại lựa chọn học nghề sửa chữa ô tô? Em thấy nghề này cũng có nhiều phát triển, cũng nhiều cái tiềm năng về tương lai. Em vào đây học được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Em vào được 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi rồi. Thì trong thời gian học tập ở đây thì em đánh giá môi trường học tập ở đây như thế nào? Ở trường cũng có nhiều xe và cũng nhiều trang thiết bị. Em học hỏi nhiều đồ nghề cũng đầy đủ. Đồ nghề đầy đủ, trang thiết bị cũng nhiều xe ra vào đúng không? Thế còn về giáo viên thì sao nhỉ? Và các thầy các cô cũng tạo điều kiện, cũng nhiều cái chăm lo học sinh đầy và
em cảm thấy hài lòng nữa. Dạ vâng. Sau khi hoàn thành khóa học ở đây thì em đã dự định gì cho cái tương lai của em sau này chưa? Dạ vâng. Sau này thì em ra trường thì em sẽ định hướng là xin vào hãng và cũng theo nghề làm xưởng để tích lũy kinh nghiệm sau này phát triển. Mình có dự định gì để mở cửa hàng không? Sau này em ra ngoài làm tích lũy rồi vài ba năm hay là như nào đấy thì em định hướng là mở xưởng nhỏ nhỏ để làm nghề. Thế này thì có rất nhiều các bạn trẻ đang quan tâm đến ngành nghề sửa chữa ô tô nhưng không biết được rằng liệu bản thân mình có phù hợp và có thể theo được ngành nghề này hay không. Thì là một người đã từng đi trước, em có dư lời khuyên nào cho các bạn không? Nghề thì trước mắt thì mình cũng chưa, các bạn mình cũng chưa trải nghiệm và cũng chưa va vấp với nghề thì sẽ nghĩ là khó, nhưng mà đối với mình vào trong trường thầy cô nhiệt tình, yêu quý học sinh, chỉ dạy tận tình. Đã và đang học ở đây thì mình thấy là nghề rất bình thường, cũng dễ. Các bạn chỉ cần quyết tâm và cố gắng thì chắc chắn là sẽ theo được nghề. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video để lan tỏa nhiều hơn đến mọi người cùng biết. Kỳ Duyên, Trường Dạy Nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.